không đeo tai nghe. Hiện tại đang đánh trực tiếp từ cục đẩy là A850, đánh ra hai đôi loa JBL. Anh em có thể nhìn thấy một đôi JBL đằng trước và bên dưới, đằng sau sẽ có một đôi JBL. Và anh em cùng nhìn cách kết nối. Nhạc sẽ kết nối trực tiếp từ máy tính, từ cây máy tính chuyển ra con đẩy, và từ đẩy sẽ phát ra loa cho anh em nhé. Loa đây em sử dụng đó là Linh Loa, anh em có thể nhìn thấy đây. Đấy, em sử dụng Linh Loa. Linh ra một chiếc loa đằng sau. Một kênh của nó sẽ đánh được một cặp bát 30 anh em nhé. Hiện tại đang sử dụng đó là hai cặp bát 30 JBL KP 4012, sử dụng bát 30 từ 190 anh em nhé. Từ 190 luôn, hai đôi loa JBL. Thì anh thấy, anh em có thấy có thể là cục đẩy này rất là khỏe đúng không ạ? Với công suất chuẩn của nó đưa ra đó là 800 đến 850W trên một kênh, thì đánh vô tư và thoải mái. Một kênh sẽ đánh được một cặp bát 30 anh em nhé. Cùng cho anh em xem cái thông số bên sau loa này. Anh em cùng xem thông số đằng sau loa. Đấy, trở kháng 8 ohm, Medicina anh em nhé, KP4012. Anh em có thể thấy những đôi loa JBL KP4012 rất là chất lượng đúng không ạ? Với công suất lớn như này thì anh em có thể phối ghép rất là dễ dàng đối với loa. Anh em có thể phối ghép, nếu như mạnh mẽ hơn, anh em có thể ghép một chiếc bát 40 và một chiếc bát 30 vào một kênh, và một kênh còn lại anh em cũng phối ghép như vậy, thì tổng anh em sẽ đánh được một cặp 40 và một cặp 30 anh em nhé. Đối với những dòng mạch LA850 này thì tiếng của nó rất là sạch sẽ, anh em cùng nghe thấy tiếng của nó. Qua xử lý thô rồi anh em nhé, đánh trực tiếp tiếng từ máy tính ra cục đẩy thôi, không qua vang lọc lưng để xử lý anh em nhé, đánh thô trực tiếp bằng tiếng của nó thôi. Chất âm của nó quá sạch sẽ rồi, công suất thì quá lớn. Và lưu ý với anh em, size rất ngắn, size này chỉ tầm 38cm thôi anh em nhé, 38cm từ đầu này tới cuối máy này. Độ chiều dài của nó chỉ có 38cm thôi. Anh em rất dễ dàng phối ghép, rất dễ dàng đút vào những cái tủ máy, tủ kỹ thuật hoặc là tủ kệ của anh em. Và em đã mở nội thất để cho anh em cùng tham khảo và cùng xem cái nội thất của con này nó như thế nào anh em nhé. Đầu tiên về nguồn thì sẽ bao là nguồn đồng cho anh em, phát hiện nguồn nhôm thì đền máy và tặng tiền cho anh em. Và tiếp theo anh em cùng nhìn thấy cái chỉ số đầu ra, điện áp đầu ra của nó là 98V anh em nhé, 98V, anh em có thể nhìn thấy 98V, thì anh em cứ nhân lên công suất cho em dư luôn anh em nhé. Với công suất chuẩn của nó đưa ra nó là 800W trên một kênh, và sử dụng sò ở đây thì anh em có thể thấy đó là sò, đó là LJVK. Cùng đếm sò với anh em, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và bên này 12 nữa, thì đó là 24 sò. Sò toàn là sò NJVK thôi anh em nhé. Tiếng rất sáng và sạch sẽ. Sạch sẽ ở đâu nữa? Thì sạch sẽ nó sẽ có hai cái bo xử lý tiếng cho hai kênh riêng biệt. Anh em có thể nhìn thấy hai bên thì nó đều có, đó là hai cái bo vì xử lý tiếng cho từng kênh một. Quạt tản nhiệt của nó thì sẽ sử dụng quạt tản nhiệt cho một đầu và một cuối này, anh em có thể nhìn thấy một quạt đẩy và một quạt hút, hai dơ le cho hai kênh riêng biệt này, hai dơ le cho hai kênh riêng biệt. Và tụ của nó sẽ sử dụng đó là tụ tông đa 80V và 12.000mi, sử dụng 4 tụ anh em nhé, sử dụng 4 tụ thôi, 80V và 12.000mi. Và tiếp theo một cái chất lượng nữa là anh em có thể nhìn thấy tất cả các cầu chì của nó đều là cầu chì bột, rất là chất lượng chứ không phải là cầu chì trắng như bình thường anh em thấy đâu nhá. Rất chất lượng luôn anh em nhá. Cầu chì bột này. Và các cái mối lối dây này, anh em có thể nhìn thấy, cho anh em nhìn gần thêm này. Những cái mối lối này cắt rất là sát chân luôn anh em nhá. Rất cẩn thận luôn. Đây anh em có thể nhìn thấy. Đấy. Được cắt rất là cẩn thận luôn. Được cuốn rất là gọn gàng,
em sẽ nhìn thấy. À, bên trong nội thất của nó để anh em có thể thấy được cái nội thất rất là chất lượng này. À, hai cái bo này nó sẽ được định vị lại anh em nhé, định vị lại để cho chắc chắn không bị lung lay, không bị di chuyển trong quá trình vận chuyển này. Đấy. Và tất cả các cái mối lối này nó đều sử dụng keo hết anh em nhé, đều sử dụng keo, bắn rất là gọn gàng và sạch sẽ luôn cho anh em. Anh em thì nhìn thấy rất là chất lượng đúng không ạ? Size rất ngắn, chỉ 38cm anh em nhé, 38cm thôi, chưa được 2 găng tay anh em thấy gì đấy, chưa được 2 găng tay, 38cm thôi, rất là nhỏ gọn. Với cục này hiện tại em đang bán và dư lưu tới tất cả anh em, đó là 5 triệu đồng, là chưa gồm bao ship. Với một cục đẩy rất là chất lượng như thế này, công suất lớn, linh kiện toàn linh kiện chính hãng anh em nhé, toàn linh kiện chính hãng và công suất lớn, size ngắn và chạy, lưu ý với anh em, chạy quạt rất mát và rất êm cho anh em, chạy quạt rất êm. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các video bên em. Giá sản phẩm báo lại từ tất cả anh em 5 triệu đồng và chưa gồm bao ship, giá là lấy tại cửa hàng anh em nhé. Rồi chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các video clip lần sau ạ.